Kính chào quý khán giả, bây giờ là 18 giờ 30, mời quý khán giả cùng đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023, chương trình có các nội dung nào đáng chú ý, chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ quân sự thành phố Cần Thơ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 và đảm bảo bảo mật đúng quy chế. Chuẩn bị cho ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 7 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 7 cho đến ngày 9 tháng 7. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, sáng nay, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự thành phố Cần Thơ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 10 trên 26 chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Điển hình như các chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, củng cố giữ vững chi bộ quân sự xã phường thị trấn có chi quỹ, huấn luyện lực lượng thường trực. 16 chỉ tiêu còn lại thực hiện đạt theo kế hoạch từng năm. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy quân sự thành phố thống nhất cao về phương hướng và nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo, sẽ khắc phục tốt hạn chế khuyết điểm, tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá về chất lượng huấn luyện, diễn tập và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn, tạo sự chuyển biến tiến bộ toàn diện đồng đều ở các đơn vị. Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Đảng ủy quân sự thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đảm bảo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hoàn thành đúng kế hoạch, có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về quân sự quốc phòng của thành phố. Đặc biệt, đối với công tác xây dựng đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế quy định, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp cơ sở. Thưa quý vị, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng phức tạp. Đặc biệt, kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên cả nước. Bằng tiềm lực khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, thành phố Cần Thơ đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng thủ dân sự phòng chống dịch bệnh, là địa phương sau cùng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng có ca nhiễm xâm nhập. Lực lượng vũ trang thành phố làm nòng cốt đã phối hợp triển khai gần 400 chốt kiểm soát, 200 khu phong tỏa, 47 khu cách ly y tế cho hơn 100.000 công dân và người nước ngoài về địa bàn thành phố, thành lập 13 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố khống chế đại dịch, đưa mọi hoạt động của địa phương vào trạng thái bình thường mới. Đại dịch COVID-19 là một trong những cái phép thử đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Qua cái đại dịch COVID-19 thì một lần nữa nó làm sáng lên cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong cái thời bình, trong thời kỳ mới. Giữa nhiệm kỳ qua, ngoài phép thử lớn là đại dịch COVID-19, Đảng ủy quân sự thành phố đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị các cấp, nắm chắc nhiệm vụ và tình hình của đơn vị địa phương, phát huy tinh thần tự lực tự cường, nêu cao tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, đề ra biện pháp lãnh đạo cụ thể, sát đúng trong từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, diễn tập và việc khắc phục sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm qua kết luận của các đoàn kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc điều chỉnh, đảm bảo tổ chức diễn tập, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập huấn huấn luyện cho các đối tượng hàng năm hoàn thành đúng kế hoạch, có chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối. Tổ chức hội thi, hội thao và tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều thành tích cao. Là một đảng viên trẻ trong lực lượng vũ trang thành phố, tôi luôn nhận thức rằng mình phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong thực hiện công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, cần phải có những cái sáng kiến, cải tiến. Công tác xây dựng đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, nội bộ đoàn kết thống nhất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ của thành phố sẽ lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố quyết tâm hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của nhiệm kỳ, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Bộ Lệnh Quân khu, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao cho chúng tôi. Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố thông suốt phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đến năm 2025, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đồng thời cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch của cấp mình để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý khán giả, hôm nay ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự hội nghị lần thứ 12 khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. 6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã bám sát chương trình hành động, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng được 390 mô hình công trình phần việc. Trong đó, nổi bật là thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo đợt 1 được 11 tỷ 500 triệu đồng. Xây dựng mới, sửa chữa và bàn giao 267 nhà đại đoàn kết với trên 16 tỷ 565 triệu đồng, tặng trên 124.000 phần quà, 200 tấn gạo cho các hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá trên 49 tỷ 500 triệu đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt tập trung phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về tiếp tục thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Ngày 30 tháng 6, Đảng bộ huyện Phong Điền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Và tham dự có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy, văn phòng thành ủy. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 8 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ với những kết quả nổi bật, như công tác xây dựng đảng được chú trọng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trên các mặt, kết nạp được 237 đảng viên mới, đạt hơn 94% nghị quyết nhiệm kỳ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đời sống người dân được nâng lên rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 68.300.000 đồng một người một năm. Có 6 trên 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, đạt 100% nghị quyết nhiệm kỳ. Phấn đấu xây dựng xã Mỹ Khánh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay.
Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái vào năm 2025 và thực hiện 7 chỉ tiêu còn lại đạt theo nghị quyết đề ra. Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cũng hôm nay, quận ủy Ô Môn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đến dự. Những năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ quận lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 8 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt, 6 chỉ tiêu thực hiện theo tiến độ. Trong đó, tổng giá trị sản xuất 123.529 tỷ đồng, đạt trên 63,4% kế hoạch nhiệm kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 26.700 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước cuối năm 2023 đạt trên 116 triệu đồng, tăng trên 22 triệu đồng so với năm 2020. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Quận có 148 mô hình tiêu biểu về học tập Bác. Kết nạp 449 đảng viên mới, đạt 74,83% kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, đánh giá cao kết quả đạt được, đề nghị quận ủy Ô Môn có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng, chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án 06 trong lực lượng công an. Thưa quý khán giả, chiều nay, đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ năm 2022 và 6 tháng đầu năm nay. Tiếp về làm việc với đoàn có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ban ngành thành phố. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các sở ban ngành thành phố, các quận huyện đã tổ chức tuyên truyền hàng ngàn cuộc về chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật chính quận huyện ứng dụng các nền tảng mạng xã hội, truyền tải thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời đến người dân. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương, đánh giá cao kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố, đề nghị Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật các cấp thực hiện có kết quả kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các chương trình, đề án của Bộ ngành Trung ương, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo triển khai tại địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành hữu quan và địa phương, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra, trong đó đổi mới nội dung, cách thức triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, quyết tâm đưa pháp luật đến với người dân một cách thiết thực nhất. Và sáng nay, đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác này tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm đổi mới hình thức, nội dung thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Tủ sách pháp luật tại các khu vực, các quán cà phê pháp luật, lồng ghép tuyên truyền đến tín đồ các tôn giáo thông qua các dịp lễ trọng của các tôn giáo, xây dựng các câu chuyện truyền thanh, tuyên truyền qua các hội nhóm Zalo, Facebook. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật các cấp, chú trọng tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật,
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Và cũng trong sáng nay, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, biểu dương những nỗ lực của các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố, đồng thời đề nghị Liên minh Hợp tác xã thành phố và các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, tăng cường công tác hỗ trợ để kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tiếp tục phát triển hơn nữa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị Liên minh Hợp tác xã thành phố nâng cao trình độ quản lý, điều hành cho các tổ chức kinh tế tập thể, xây dựng và phát triển các mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, mở rộng quy mô sản xuất của hợp tác xã để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp liên kết. Đặc biệt, các ngành và địa phương tăng cường công tác hỗ trợ cho các tổ hợp tác hợp tác xã trong việc chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, áp dụng đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của thành phố Cần Thơ đối với các tổ chức kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã. Tại hội nghị, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Thắng Lợi huyện Vĩnh Thạnh đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ được trao cho Hợp tác xã Dạng Hưng, quận Thốt Nốt. Nhiều hợp tác xã cũng vinh dự được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Theo thống kê, 6 tháng qua, thành phố Cần Thơ có 30 tổ hợp tác và 15 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số lên 1.480 tổ hợp tác với hơn 53.300 hộ gia đình tham gia. 321 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ hơn 736 tỷ đồng, hơn 13.000 thành viên và trên 18.300 lao động thường xuyên, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, các hợp tác xã đã từng bước tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động, đa dạng hình thức liên kết trong đầu tư sản xuất giữa hợp tác xã với hợp tác xã, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thì công tác chấm thi được diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 và đảm bảo bảo mật đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố Cần Thơ có gần 12.000 thí sinh dự thi tại 25 điểm thi đặt tại 9 quận huyện. Thành phố đã huy động 1.870 cán bộ làm công tác thi. Trong hai ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đối với công tác chấm thi, việc bố trí nhân sự tham gia chấm thi được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố lựa chọn có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn điều kiện của quy chế thi. Để đảm bảo cho cái công tác là chấm thi đúng theo cái quy chế, Sở cũng đã có chủ động đối với là ban chấm thi, chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện về cơ sở vật chất, các cái thiết bị, cũng như là đảm bảo cái công tác bảo mật, bảo vệ ở các cái điểm là chấm thi, cách ly. Chúng tôi cũng tăng cường cái công tác giám sát và thanh tra theo cái quy định là của Bộ. Dự kiến ngày 18 tháng 7, công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tiếp theo chương trình là một thông tin y tế đáng quan tâm. Thưa quý khán giả, bệnh sốt xuất huyết thì thường xảy ra theo mùa, nhất là mùa mưa. Tuy nhiên thì năm nay bệnh rải rác cả trong mùa nắng. Và đáng lưu ý là tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thì từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi bị sốt xuất huyết diễn biến nặng, trong đó thì có 3 trẻ tử vong. Bệnh nhi Phạm Ngọc Tuyền, sinh năm 2012, quê ở Hậu Giang, bị sốt 5 ngày, uống thuốc mà không bớt. Gia đình đưa đến trung tâm y tế tại địa phương xét nghiệm mới biết bé bị sốt xuất huyết và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết dengue, tái sốt một lần và thiếu canxi do chế độ ăn uống. Tình hình của bé lúc đầu thì cũng sốt bình thường với ói thì em chỉ tưởng là nó bị sốt nhẹ với sốt bình thường với nó ói do nó ăn không tiêu. Thì tới ngày 2, ngày 3 bé cũng vẫn sốt vậy. Sáng thứ 5 em mới đi xét nghiệm là mới biết bé bị sốt xuất huyết. Nên mới cho bé là nhập viện ở thị xã dưới. Rồi tới ngày thứ 6 thấy bé chuyển nặng quá cho nên em mới chuyển lên tuyến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Còn đối với bệnh nhi Trần Thị Ngọc Thịnh, sinh năm 2014, cư ngụ ở khu vực Thới Hòa, phường Thái An, quận Ô Môn, bị sốt, ói, gia đình đưa đi bác sĩ tư uống thuốc 2 ngày không thuyên giảm. Đến ngày thứ 3, bé sốt cao kèm theo cơn co giật và mê sản. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Ô Môn xét nghiệm,
Kết quả bé dương tính với sốt xuất huyết và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Rồi bé nằm viện bữa nay là ngày thứ tư, mới hôm qua nay, nhưng mà thấy bé rất xuống đây thì bác sĩ thấy cũng tận tình, thì thấy bé nó ở chiều hôm qua tới giờ thì bé hạ sốt. Bé thấy bé tươi, thấy cũng định. Bác sĩ vẫn kêu tiếp tục theo dõi bé để ngày thứ tư với ngày thứ sáu là rất là quan trọng. Ví dụ bác sĩ nói, ví dụ theo dõi có gì thì phải báo lên liền. Trong quá trình điều trị năm nay á, thì cái sốt xuất huyết nó diễn ra quanh năm theo nhận định của bác sĩ á. Thì năm nay nó có cái diễn tiến là những bệnh nặng á, nó diễn tiến khác năm rồi. Có khả năng á, là những cái tiếp năm nay á, nó mắc khác tiếp năm rồi. Trong đa số những bệnh nhân nặng á, thường thấy á, cháu nó có cái vấn đề biểu hiện tổn thương gan, có gói đầu đông máu nhẹ. Thấy cái tính chất quan trọng như vậy, cần phải là báo động. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận khám và điều trị cho 1.578 trường hợp bị mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 153 trường hợp so với cùng kỳ. Có 101 trường hợp bệnh nhi sốt xuất huyết diễn biến nặng, 3 bệnh nhi tử vong. Tình trạng nếu mà xác định con mình có sốt thì nên đi xét nghiệm. Nếu mà bác sĩ đã chẩn đoán chính xác bệnh lý sốt huyết thì bác sĩ khuyên nên nhập viện để điều trị theo dõi, nặng xét nghiệm, nặng phát hiện sớm, nặng xử trí kịp thời để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu thấy trẻ sốt cao đột ngột từ 39-40 độ C, liên tục kéo dài từ 2-7 ngày, khó hạ sốt kèm theo đau đầu, đau hốc mắt, đau nhức các cơ khớp, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nổi ban, hoặc có dấu hiệu sốt huyết ngoài da, chảy máu chân răng, chảy máu cam, có vết bầm tím ở chỗ tim, nôn ra máu, tiểu ít, đi ngoài phân đen, thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế và các bệnh viện để các bác sĩ khám điều trị kịp thời. Thưa quý vị, nhằm khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện để thực hiện tiết kiệm điện theo chủ trương của chính phủ, sáng nay 30 tháng 6, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị truyền thông tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải tri ân khách hàng. Hội nghị có sự tham dự của gần 200 khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn thành phố và đại diện các sở ngành có liên quan. Để tiết kiệm điện, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ vận động các đơn vị hành chính nhà nước lập kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác tiết kiệm điện, phổ biến để cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị thực hiện. Đối với các khách hàng chiếu sáng công cộng, vận động tiết kiệm 50% so với hiện nay. Đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư, vận động giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí buổi tối. Đối với các khách hàng sản xuất công nghiệp, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C, tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Công ty cũng vận động được 131 khách hàng ký kết thỏa thuận điều chỉnh phụ tải điện DR tự nguyện. Trong đó có 50 khách hàng thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, có mức tiêu thụ hàng năm từ 1 triệu kWh trở lên. Các khách hàng này đã chủ động phối hợp điều chỉnh lịch sản xuất, thay đổi thời gian thực hiện đơn hàng, cắt giảm sản lượng điện tiêu thụ của các khâu máy móc, thiết bị chưa cần thiết. Tổng số khách hàng tham gia 818 lượt điều chỉnh với công suất tiết giảm đạt 136,16 MW. Năm 2022, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã vận động tuyên truyền tiết kiệm điện được hơn 63 triệu kWh, tương ứng đã tiết kiệm 2,25% sản lượng điện thương phẩm. Quý khán giả thân mến, theo kế hoạch, Ngày hội du lịch văn hóa Chợ Nổi Cái Răng lần thứ 7 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 7 cho đến ngày 9 tháng 7. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam 9 tháng 7 và đồng thời thông qua đó tạo điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Cần Thơ. Và tuy còn đúng một tuần nữa mới chính thức khai mạc, nhưng hiện thì mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Với nhiều hoạt động thiết thực và hấp dẫn, Ngày hội hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội mới cho ngành du lịch thành phố. Đây là địa điểm dự kiến sẽ diễn ra lễ khai mạc cũng như trưng bày các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch của thành phố và các quận huyện. Mặc dù cũng tại vị trí cũ, nhưng so với lần tổ chức trước, năm nay không gian được mở rộng một cách thông thoáng và thuận tiện hơn. Năm nay thì có điểm mới đó là mặt bằng thì được
Ủy ban Nhân dân quận đầu tư mới hoàn toàn. Và các cái công tác sắp xếp ghe mua bán tại chợ nổi cũng đã được triển khai. Công tác thi công bờ kè của các cái đơn vị dự án thì cũng đã có thông báo để cho các đơn vị dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho ngày hội. Thì tính tới thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành trên 80% các cái nội dung công việc. Theo kế hoạch, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 7 năm 2023 sẽ có các hoạt động chính như diễu hành tàu du lịch trên sông, trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa, văn nghệ và đơn ca tài tử. Đặc biệt năm nay có hai hoạt động mới rất đáng được chú ý là hội thảo chuyển đổi số trong ngành du lịch và hội thi nét đẹp áo bà ba xưa và nay. Năm nay đó thì có cái sự kiện đó là thực hiện cái việc mà chuyển đổi số trong ngành du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long sẽ tổ chức tại Cần Thơ nhân cái sự kiện hưởng ứng ngày du lịch Việt Nam này. Điều đặc biệt năm nay thì ban tổ chức ngày hội cũng đã phối hợp với Hoa hậu Bảo Ngọc để làm đại diện hình ảnh cho chợ nổi để cùng kêu gọi tham gia vào các hưởng ứng các hoạt động chợ nổi. Theo thống kê, qua 3 ngày diễn ra, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 6 năm 2022 thu hút khoảng 84.000 lượt khách tham quan. Hy vọng với quy mô và sự chuẩn bị chu đáo như vừa nêu, ngày hội năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.